Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay em về được thêm ba cây Samsung Note FE này. Đó. Ba cây này thì máy nó tóm lại này nó zin thì zin thật nhưng mà không phải là nó chức năng nó đầy đủ 100%. Thì chính vì vậy thì giá nó rẻ và những cái chức năng nó không cần thiết thì cho nên là em có thể em nhập và em bán cho mọi người sẽ yên tâm. Thì nó bị cái chức năng gì như thế nào thì em sẽ nói chi tiết và cụ thể hơn. Thì trước khi đến cái phần mà chức năng đó thì em sẽ quay về cái ngoại hình đi. Con này có một vết kén nhẹ này, mọi người thấy không? Con này là tất cả là RAM 4 bộ nhớ 64GB nhá, và đặc biệt hơn là bản Hàn mà đã lên hai SIM rồi. Đó, mọi người đỡ phải mất thêm tiền thêm hai SIM nhá. Đấy, con này nó chỉ có một cái chấm cấn nhỏ xíu ở đây thôi. Đấy, mọi người thấy không? Và con này tóm lại là máy cũ mà được như này là cũng là quá tuyệt vời rồi, màu xanh ngọc rất là đẹp luôn và một cây màu đen. Cái này nó cũng không phải là đen đâu, nó cũng màu màu xám đen đó. Con này như em thấy đẹp nhất này. Rồi thì con này thì em nói luôn, con này màn hình nó hơi bị lưu ảnh nhẹ này, mọi người thấy không? Nó không ám mà nó lưu ảnh thôi, lưu một xíu này đó, xíu chỗ này thôi. Còn ngoài ra ngoài màn hình trắng thì mọi người sẽ không bao giờ nhìn thấy được, rất là khó thấy đó. Thì máy này thì em bán giá là 3,1 triệu đấy, mọi người thấy giá hợp lý chưa? 3,1 triệu máy zin. Đó, màn hình thì những cái dòng máy như thế này thì cũng có rất là nhiều những dòng máy nó hơi ám nhẹ và nó lưu ảnh nhẹ thì cũng không thể tránh khỏi. Nếu như mà một người bán hàng người ta không nói thì cũng rất là khó để phát hiện ra. Quay chỉnh lại cái quay điện thoại luôn này. Anh nói chuyện quan trọng ta nghe. À, xin lỗi mọi người nhé, tại vì vừa nãy là có khách vào mua máy. Đấy, thì con này em bán 3 triệu mốt thì tình trạng là đấy, mọi người cũng có thể nhìn thấy là nó có lưu lại một xíu hình ảnh nhỏ như thế này này và một gạch ngang xem bên này. Thì cái này lưu nó cũng không phải là tình trạng mà hư màn nhá. Thì cái tình trạng này là những cái dòng Samsung thì cũng rất là hay bị. Đấy. Thì nói để cho mọi người biết là nó không ảnh hưởng gì về máy móc hết nhá. Và nó cũng không ảnh hưởng đến màn hình đâu, cho nên mọi người yên tâm. Và tiếp theo là cây xanh này. Cái xanh này thì màn hình như là đẹp, màn hình đẹp không ám ố, không lưu ảnh gì hết đâu nhá. Thì con máy này thì vân tay nó bị lỗi, còn nút home nó bấm bình thường nhá. Đó. Con này thì đẹp. Đẹp nhất trong ba con luôn. Đó. Thì cái này em bán 3 triệu 2. Máy đẹp cỡ 98 gần 99% luôn. Rất là đẹp. Đó, em bán 3 triệu 2 nhá. Chỉ vân tay không được thôi. Còn đây, nhận diện khuôn mặt thì em sẽ thử luôn. Móng mắt. Cái này không có nhận diện khuôn mặt, có móng mắt thôi nhé. Đăng ký một móng mắt, tiếp tục. Em sẽ lấy ra để em đăng ký nhé. Đấy, nhanh không? Một phát mở luôn. À, hình như cái này cũng có mở khóa bằng khuôn mặt nữa mà em vừa nhìn thấy. Móng mắt này nhận dạng khuôn mặt khi nhìn đó. Đấy, mở luôn đấy, mọi người nhìn thấy nhanh không? Mở luôn đấy. Thì cái vân tay thì coi như là mình không sử dụng, như sử dụng cái phần mềm bảo mật móng mắt khuôn mặt là được nhá. Đó, con này em bán 3 triệu 2. Máy đẹp lắm. Máy zin. Đó. Và tiếp theo là con máy này. Thì con này thì màn hình nó lại không lưu ảnh nhưng mà hơi hồng nhẹ. Thì nó vẫn đẹp hơn là cái con bị ám ảnh kia. Đó, con kia là hơi ám ảnh thì con này nó hơi hồng nhẹ ở bên trên này này, mọi người nhìn thấy không? Hồng nhẹ. Hồng nhẹ là hiện tượng là nó cũng chuẩn bị ám thôi. Đó.
Nhưng con này còn đẹp hơn con kia nó nhìn thấy rõ hơn. Con này nó chỉ nhìn nó hồng hồng thôi, còn ngoài ra cũng chẳng nhìn thấy gì hết. Con này em bán cũng giá 3 triệu 2 luôn. Thì mọi chức năng nó bình thường hết, nó cũng không lỗi gì hết đâu nhá. Nó chỉ bị một con máy xanh này bị lỗi vân tay thôi, còn tất cả mấy con này là vân tay vân vẹo đầy đủ hết. Em sẽ thử luôn cho mọi người coi. Đấy, mọi người thấy không? Mọi người cài vân tay, nhớ đặt tay vào mà rung cái là mọi người phải lấy tay ra ngay. Đó. Đấy là cách cài vân tay. Nhiều người cứ đặt vào nhấc ra là không có hiệu quả. Tại vì nó chưa rung thì là chưa có được. Đây em khóa đi này. Em mở khóa này. Đấy. Đấy. Thậm chí không cần phải mở sáng màn hình. Đó. Rất là ok. Đó. À, và tiếp theo em có thêm mấy cây giá rẻ này. Cái này màn hình nó cũng ám nhẹ này. Ám nhẹ thôi nhưng mà máy đẹp lắm. A520, con này em bán 1 triệu 9 đấy. Vừa nay em có làm trên kênh VTV3 điện thoại giá rẻ. Thì cây máy này là cây sim em chưa gắn vào. Đó. Máy zin căng đét luôn nhá. Đó. Và những cái máy hôm qua em có làm video rồi thì mọi người coi rồi thì em không muốn nói lại nữa. 8 Plus, iPhone 8. Rồi tất cả những cái máy em làm rồi em cũng không muốn quay lại. Nhưng mà một thời gian lâu nếu em không bán được thì em cũng phải quay lại. Tại vì những cái video đôi khi có những người ta chỉ vào xem qua cái, người ta không gặp được những cái máy của mình thích á. Đấy. Và hiện tại là trên tay em đang cầm cây Samsung A30 này. Cái máy này thì bản Hàn Quốc thôi. Máy một sim nhá. Thì tình trạng là máy zin. Đó. Máy kính nó bị mẻ một xíu ở chỗ đoạn này mà rất là khó thấy. Đây. Rất là khó thấy nhá. Đấy, con này nó tình trạng nó cũng cỡ 99 đấy. Nếu như nó không mẻ nó 99, mẻ rồi thì em không nói là chín mấy nữa. Đó. Con này rất là đẹp nhá. Thì em bán 3 triệu 450 nghìn. Đó. Rất là ok. Và em có thêm một cây Samsung A510 này. Cái này em bán 1 triệu 4 này. Đó, máy Việt Nam nhá, 2 sim luôn mọi người ơi. Con máy này thì người già xài thì bá cháy luôn. Đó, pin nó cũng hơi phù một tí rồi, thì em cũng đã nói rồi. Nhưng mà rất là khó nhìn thấy, chỉ là mắt chuyên nghiệp, điệp vụ như em thôi. Thì em mua máy, mua bán thì em cũng cần phải là nhìn máy móc sao cho nó chuẩn và chất lượng nhất. Những gì để về cho khách hàng xài cho đảm bảo nhất. Đó, chứ em cũng không phải là mua bán qua loa đâu. Qua loa là thành phần không bền vững. Cái gì nó mua bán cũng phải là mình phải nắm được, chứ đừng để khách hàng nắm đồng chuôi. Khi ví dụ như mọi người là khách hàng của em, khách hàng đi bán máy, khách hàng biết được những cái bệnh của trong máy khách hàng không nói. Thì chính vì như vậy em là người mua cho nên em phải kiểm tra chắc chắn rồi. Ok, lỗi gì em biết thì em sẽ báo và cái đó là cái làm giá của em. Đấy. Thì như vậy mới có một cái giá rẻ để cho mọi người mua nhá. Còn nếu bảo một con máy bình thường mà mọi người cứ muốn ham bán giá rẻ thì nói thật với mọi người là cũng mọi người cũng chẳng bán đâu, trừ khi là kẹt tiền lắm. Đấy. Mọi người cứ thử suy nghĩ đi. Em nói rất là chuẩn. Trừ khi kẹt tiền lắm. Nhưng mà kẹt lắm cũng chẳng đến nỗi mà phải bán rẻ lắm. Rẻ vừa nữa, không có rẻ quá. Đấy. Rẻ được hay không ấy là do người mua, người ta ép giá được. Đấy. Ép giá được thì thành phần là nó cũng đi ngược lại là không có tâm. Mọi người phải hiểu rằng là khi ép giá một vị khách như vậy thì cái tâm lý của mình ép được người ta, nhưng mà cũng khác gì bảo là kiếm tiền mồ hôi nước mắt của người ta, nó cũng như vậy thôi. Cho nên là thôi, em cứ mua điện thoại nào nó chắc chắn chất lượng cho mọi người xài được rồi. Giá rẻ thì giá rẻ vừa thôi. Còn những cái máy mua xác thì nó vô chừng, rất là rẻ. Đấy, cái đấy thì mọi người cứ chờ đợi của em. Em sẽ cố gắng em thu thập được những cái máy mà rẻ tiền hơn. Đó. Đây này. Hiện tại là em còn hai cây
Samsung J727 này, em thanh lý giá là 1 triệu 6 luôn nhé. Con máy này người già xài vô địch luôn. Thì máy này thì ai mà có ông, còn bà, còn cha, còn mẹ nên tặng cho một con máy như thế này. Xài nó sẽ rất là ok. Và cái tuổi thọ cũng giống như là cái điện thoại này. Đấy, cái điện thoại này cũng bền, rất là bền. Thì tặng mang ý nghĩa là như này. Cháu tặng ông một chiếc điện thoại. Đấy. Con cũng mong cho ông ăn khỏe cũng như là pin tốt. Đó. Rồi, những chức năng xài ổn định như máy này thì rất là khó hư. Đó. 7 Plus thì hôm qua em bán 2 cây rồi. Nay mới về được thêm 1 cây. Cái này là em hiện tại em đang có một cây 7 lóc này. 7 lóc, cây này em bán 2 triệu rưỡi. Hiện tại là chưa có sim ghép. Đâu ta, không phải cái này. Cái này này. Hiện tại này em đang hết sim ghép nhá. Thì máy nó tình trạng cỡ 98, gần 99%. Máy zin áp suất đầy đủ hết luôn. Đó, và nó đang hết pin rồi. Em quên, em quay video em quên không sạc nữa. Đó, thì mọi người mua ấy thì là sim ghép thì bây giờ em đang hết rồi. Thì em sẽ cố gắng tìm cái sim ghép nào để về mọi người xài. Còn máy này chơi game thì đúng bá cháy luôn. Không còn gì để chê nữa. iPhone 7G lock nhá. Rồi thì thôi chắc cái video này em chỉ làm quay về ba cái điện thoại như thế này thôi. Em có nói hơi nhiều thì mong mọi người thông cảm nhé. Thì dù sao những cái câu nói của em thì nó cũng nói những gì mà thật nhất thôi, gần để cho mọi người hiểu biết về tính em cũng như là cái tư cách em bán hàng. Rồi, xin chào mọi người nhé.